Oster chỉ với một tăng ga 4S Special Event Kahan Riot nha. Như tôi cho cái Special Kahan nó có tên là Oster chỉ với một tăng ga 4S. Và hôm nay và tôi nói luôn, tôi đã lấy luôn đề căn con này luôn rồi. Đẹp chưa anh em ơi? Đẹp chưa? Đúng con xe đậm chất luôn đấy. Em có nghe tôi nói gì không? Hết chính cái tiếng tôi nói hơi bé thôi. Cứ vào game đi đã. Cái kiểu hoán đổi này nó không được hay lắm. Nhưng mà anh được biết trước hết rồi đấy. Mà không cần vào. Mới vào cái một cái phần A thôi là mọi người sẽ biết rằng đấy là cái gì. Cái phần B đấy là cái gì. Vừa rồi là ván đầu tiên. Đây là ván thứ hai này anh em ơi. Nếu biết tầm hay hơn được không? Tưởng chả biết nữa.
Ok, 54 giây. Thấy nó cũng vừa làm khá vượt qua được. Hơi bị lỗi một tí nhưng mà không sao à. Nếu lỗi sửa không thì tôi cũng không biết được nữa. Rất là dài đây. Nhận được. Hơi khó đánh 152 tay đấy. 800 tích tắc nữa thì thôi luôn. Chúng ta còn 2 ván nữa thôi. Lại lên mang lý thú xanh rồi. Thấy thế. Dù ra được, dù anh Martini đã làm được đến bao nhiêu, đó là một rất là vất vả để đu được cái MP2 tuần tuần trước, nhưng anh đã rất, nhưng mà game lock vẫn cản anh.
thắng thì đã không cho thắng rồi. Sao chứ? Chúng ta phải block game lock, làm cho game lock, làm cho chúng ta bị ăn hành kinh hơn. Hàng của họ đây, của game lock ấy, thế chúng ta phải bắt nạt người ta trong khi họ đang cố gắng giúp chúng ta chiến thắng. Đấy có phải sai lầm hay không? Tôi cá là có đấy. Tôi không có cái sai lầm được tiếp, không có sai lầm nào đó, chính là lấy con lấy Huracan Evo bằng gói Star Way thứ hai rồi. Star Way chưa thành hai gói rồi đấy. Anh em nào muốn lấy thì anh em có thể cứ đập đến Nam, đập đến hết tôi được rồi thì cứ vào bản China này mà lấy. Rất là thú vị luôn. Đề can này còn chả có trong A9 cơ mà. Đề can Huracan Evil. Nó là bây giờ nó bán giá rồi đấy. Bây giờ nó phải lấy dễ dàng hơn rồi đấy. Bao giờ mà tôi có đủ token rồi sao tôi cho anh em xem nhá. Bao giờ mà có đắt xe rồi sao tôi cho anh em coi cái đề can này nhá. Tôi chẳng thấy nói bạn nó chả bán trên Legend Store gì cả, rất là khó chịu luôn đấy. Tôi chưa thể lấy được con đấy khi mỗi lần tôi level up thôi thì chơi kiểu gì. Ủa thế chơi kiểu gì? À mà này, tôi vừa có được beat time rồi này, tôi đã có một beat time mới rồi này. 1 phút 52 giây 789 tích tắc. Lần trước là 8 tắc, bây giờ bị chắc bị sắp tích tao rồi. Ui kinh thật đấy. Em muốn xem con năm để can con Huracan Evo không. Nó đang ở class B đấy. Tôi thấy một thằng cũng dùng Huracan Evo luôn. Thằng đu một bề gì nghe đúng cái thằng đấy. Chết rồi. Một free try rồi. Đây nha. Đây. Đây. Ghê chưa? Đề can của anh em đây. 888 token. Ước gì họ sẽ để cho nó thành giá để chúng ta có thể lấy được cái đề can này dễ hơn. Thôi, đến đây kết thúc rồi. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh vào những buổi sau. Bye bye.